Bước thực hành cơ bản giúp bạn bắt đầu làm chủ và vận dụng luật hấp dẫn thành công. Để có thể là vận dụng luật hấp dẫn một cách chủ động, bạn cần phải học được cách làm chủ suy nghĩ tâm trí của mình để từ đó có thể điều khiển suy nghĩ của mình hình dung tưởng tượng ra cái điều mà bạn mong muốn. Tại vì hình dung tưởng tượng chính là cái cầu nối giúp cho bạn thu hút những nguồn lực. Để luyện tập nghệ thuật hình dung tưởng tượng, hãy bắt đầu bằng việc tái hiện mọi thứ đã xảy ra trong một ngày của bạn. Hãy chọn một khung cảnh hoặc là một khoảnh khắc, một tình huống tuyệt vời nào đó trong ngày hôm đó và hãy tái hiện cảnh ấy bắt đầu trong tâm trí của bạn. Và hãy hình dung ra hình ảnh của nơi đó, hình dung ra những con người, những âm thanh, những màu sắc, những lời đã được nói ra và tất cả những chi tiết khác trong khung cảnh ấy, tất cả đều được tái hiện ra trong tâm trí của bạn. Và đấy chính là một cái cách rất hữu hiệu để có thể là nâng cao khả năng hình dung tưởng tượng của bạn. Và đồng thời khi ấy, bạn cũng đang thu hút thêm nhiều khung cảnh tuyệt vời hơn nữa đến với cuộc sống của mình. Và bạn có thể là đọc thêm những quyển sách về luật hấp dẫn để có thể là học được những cái kiến thức chuyên sâu, hiệu cặn kẽ hơn về bí mật luật hấp dẫn nhé. Và nếu như bạn muốn có cái môi trường để có thể là đồng hành, hướng dẫn cho mình từng bước làm như thế nào để bạn có thể là vận dụng luật hấp dẫn vào tài chính hay là sức khỏe hay là mối quan hệ, thì anh chị có thể là tham gia nhóm học tập. Lan sẽ hỗ trợ chia sẻ những cái bước làm như thế nào cho anh chị nhé. Lan xin chào.